À, chào các bạn, hôm nay đến thăm nhà bác Công ở thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. À, thấy có một số cây cảnh rất là đẹp, mình quay để chia sẻ cùng các bạn. Trước mặt các bạn đây là một bụi trúc, trúc này gọi là trúc quân tử phải không bác ơi? Vâng, đây là trúc quân tử, rất là đẹp. Tiếp theo đây là một cây đa. Cây đa này rất là khá to, cho nên mình đi xa ra mình quay cho các bạn. Đấy, đây là cái tổng thể của cây. Cây này được làm trên chậu cũng khá lâu. Đấy, mình quay gần để các bạn xem cái bệ rễ. À, tiếp theo mình giới thiệu các bạn cây hoa giấy dáng đỏ rất đẹp. Rất già cây. À, với cây này thì báo cáo các bạn hoành nó tầm khoảng gần 30 các bạn ạ. Đấy. Đấy. Thân đi là rất mềm. Đấy. Rất mềm, rất quái, rất đẹp. Cây này là cây dáng đỏ. Vâng, dáng đỏ, nhưng mà cái phần bông tay thì bác làm nó cũng chưa được chuyên nghiệp, cho nên là ở cái thế tự do nhiều. Nhưng về cái khuôn cây, về cái dáng dấp và có cái phôi cơ bản thì báo cáo các bạn là rất tuyệt vời. Bạn nào có một chút nghệ thuật thì các bạn sẽ rinh cây này về, các bạn sẽ có những cái phôi rất là tuyệt vời. Các bạn chỉnh sửa một chút về cái thác đỏ, về cái dưới này, về bông tay dưới này thì các bạn sẽ có một cây đẳng cấp để các bạn chơi. Đấy. Các bạn quan sát đây, rất côn cây, rất già, rất đẹp. Đấy. Và hoa cũng rất là sai hoa. Đấy. Và như các bạn thấy. Đấy, đây. Đấy. Phải nói là chỗ này gần như nó bị nỏ. Rễ đây mọc ra. Đấy. Những phần bì của cây đây cũng đã mọc phát triển. Thì gần như cái chỗ này gần như bị lũa. Đây. Các bạn quan sát. Đấy. Thể hiện cái cây này ở cái tuổi chậu rất là cao. Đấy. Rất đẹp. Tiếp theo mình giới thiệu với các bạn cây xanh bonsai ôm đá. Đây là tổng thể của cây. Mình quay chi tiết các bạn quan sát. Đấy, cây xanh này rất là mềm các bạn ạ, và cũng là giống xanh quả các bạn nhé. Đây quả đây. Đấy. Tuy rằng chưa sai quả lắm nhưng mà nó cũng đã bắt đầu có quả. Mà cái giống này đã có quả thì thể hiện là cái tuổi chậu rất là cao. Đấy, những bạn nào chơi bonsai nhiều các bạn sẽ hiểu được vấn đề này. Đấy. Với hòn đá các bạn nhìn, đây là hoàn toàn mốc xanh rêu tự nhiên. Đấy. Hoàn toàn tự nhiên, chứ gia đình cũng không hiểu nhiều về cái vấn đề này để mà cái điều kiện gọi là chăm sóc trồng rêu hay gì cả, không có. Hoàn toàn tự nhiên, đá cũng tự nhiên, rất là đẹp. À, với cây như cây xanh như thế này thì nếu có khách giao lưu thì khoảng bao nhiêu tiền này bán được bác ơi?
Đấy. À, với cây như thế này báo cáo các bạn, bác nói chỉ tầm khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu các bạn nhá, 3 triệu rưỡi 4 triệu các bạn có thể rinh được cây này về sở hữu của riêng mình. Rất là đẹp. Đấy. Cái này các bạn chỉ cần nếu như bây giờ gần Tết thì các bạn để chơi luôn cũng được, còn sau đó các bạn chỉ chỉnh sửa một chút bông cây nó gọn lại thì là rất là đẹp. Đấy, cây này là rất là đẹp. Mỗi việc chơi thôi, nó đúng là cây này là gọi là mỗi việc chơi. Còn là cây nào cũng vậy, đã chơi trong một thời gian này kiểu gì cũng phải chỉnh sửa. Nhưng cây này gọi là đã gọi là ở thế mịn màng đẹp rồi. Đấy. Dây đồng dây nhôm bây giờ không có cái gì cả, nguyên của nó nguyên bản như thế này, mỗi việc chơi nó rất đẹp rồi. Đấy, rất tuyệt vời. Tiếp theo là cây xanh tiếp theo. Thân đi cũng rất quái, rất mềm. Đấy. Rất đẹp. Nếu mà ai thích chơi kiểu đơn giản thì chơi cái này cũng rất vui mắt. À, tiếp theo mình giới thiệu với các bạn một cây hoa giấy rất là tuyệt vời. Đấy. Các bạn nhìn. Đấy. Hoa bạt ngàn luôn, trông như là một đài hoa sen. Rất đẹp. Đấy. Các bạn nhìn tổng thể cây có tuyệt vời không? À, rất đẹp, đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem phần gốc. Với cây này thì phần hoành gốc tầm khoảng 30 các bạn ạ. Thân đi khá mềm. Về các tay cành thì bác để cũng tương đối được. Tương đối cân, tương đối chuẩn. Đây các bạn nhìn. Phần này các bạn sẽ thấy rõ hết được các cái tay cành của nó hơn. Đấy, các cái tay đóng cũng khá hay, khá được. Cây cũng rất già. Đấy. Tiếp theo mình giới thiệu với các bạn là cây hoa giấy tiếp theo. Gốc bệ cây này tầm khoảng 40, hoành gốc 40. Đấy, thân đi rất mềm, rất quái. Trong phần gốc này cũng nở rất là đẹp. Đấy, phần ngọn bác cho đi cũng rất là mềm. Đây là tổng thể của cây. Tiếp theo mình giới thiệu các bạn cây hoa giấy nữa. Cây này thì đặc hoa hơn, mà hai hoa có hai màu. Các bạn nhìn tổng thể cây trông như một cái mâm hoa khủng. À, với cái chiều phủ của tán cái cây này tầm khoảng 2 mét rưỡi. Đấy.
Với chiều cao của cây thì tầm khoảng mét rưỡi đến mét bảy. Đấy, các bạn nhìn có ghê gớm không? Một cái mâm hoa tuyệt vời luôn. Đấy, rất đẹp. Hoa đặc sệt luôn. Mình quay cận cảnh về cái phần gốc cho các bạn xem. À, với cây này hoành cũng tầm khoảng 40, có chỗ trên 40. À, với cây này thì bông tay thì báo cáo các bạn gần như là bác để theo kiểu tự do. Đấy, chủ yếu là một cây đài hoa thôi. Các bạn quan sát. À, với những cây như thế này thì mà báo cáo các bạn nghe bác nói là tầm khoảng 4 triệu đến 4 triệu rưỡi, 5 triệu đấy. Thì những cái cây hoa giấy như thế này thì báo cáo các bạn này riêng tiền chậu đó cũng mất tiền triệu rồi các bạn ạ. Chậu rất là to đấy. Đã chơi theo kiểu đài hoa cho nên là tứ diện đều đều như một cái mâm hoa rất đẹp. Đấy. Tiếp theo mình giới thiệu với các bạn một cây xanh nữa. Đấy. Đây là tổng thể cây cũng rất đẹp. Về bệ gốc mình quay cận cho các bạn xem. Đấy. Có các bạn theo như mình thì cái cây này thì bác là chỉ biết uốn cho mang tính chất nó mềm, chứ còn các cái tay bông thì nó đóng nó chưa chuẩn. Bạn nào có một chút kỹ thuật thì về các bạn này chỉ cần chỉnh sửa qua một chút thì các bạn sẽ có một cái cây xanh bonsai rất là tuyệt vời, rất đẹp. Tiếp theo là một cây mai. Cây mai vàng. Đấy. Báo cáo các bạn là cây mai vàng này hiện tại là đang ra nụ. Đấy. Rất là nhiều. Đấy. Tết này gia đình chắc chắn là có một cây mai vàng rất là nhiều hoa. Đấy. Mà thân đi rất là mềm. Đây là tổng thể của cây mai. Tiếp theo đây là cây sung. Rất là đẹp. Thì mình sẽ quay một clip riêng về cây sung này. Rất là đẹp. Tiếp theo giới thiệu các bạn một cây xanh.
cái xanh này là hai thân. Về bông tay thì cũng cơ bản và cũng đã khá mịn. Đấy, về chỉ việc chơi thôi. Bạn nào kỹ tính hơn thì có thể chỉnh sửa đôi chút, nhưng mà chắc nó không lớn lắm. Đấy, thì các bạn này có một cái cây xanh này chơi ngay cũng rất là đẹp. Ở đây là cây nguyệt quế. Vậy thì thời gian cũng không cho phép mình xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.